mình tôi bước âm thầm. Đường về hôm nay đã vắng bóng cha, nhớ mãi dáng người cha yêu xưa. Cha yêu ơi, mình còn trong mưa, giờ này ngồi đây lòng thương nhớ cha đã rời xa. Kỷ niệm thơ ngây ngày xưa quá êm đềm, ngọn ngào trong tim năm tháng khó quên. Đến phút cuối cầm tay cha yêu, mong bao con phải thương yêu nhau. Lời người con xin nguyện luôn khắc sâu suốt cuộc đời. Cha Trần thì Minh Hoa,
Trần Thị Minh Ngọc, Trần Thị Minh Phượng, Trần Phúc Nguyên, Trần Hoàng Long, Phạm Văn Quốc, Hoa Phạm Văn Phúc, Phạm Thị Quỳnh Vân, Phạm Thị Quỳnh Hương, Nguyễn Khoa Diệu Minh, Nguyễn Khoa Tùng Minh, Nguyễn Băng Việt, Nguyễn Băng Hải Đăng Hiệp Đông Gia Thân Hiểu Quyển Thường Hà Chúng Đăng Kiên Vị Bà Mộ Phân Việt Nam Phật Tử Thọ Ưu Bà Tắc Giới Hiện Đạo Dĩnh Xuyên Quần Trân Tỳ Pháp Chân Nhật Tân Hương Thọ Thất Thập Nhị Tế Thân Hồn Chí Hương Linh An Tạng Tài Bụng Sự Chí Nguyên Kinh Kỳ Thâm Niên Đa Lại Càng Khôn
Phạm giáo
nhân hiệp chí mạng hiệp đông giả thân hiệu quyền nam nữ đề tử chúng đăng duy nhân ngượng cam đại giác thế tôn phụ phi phóng quang tiệm đồ thông niệm phung về việc nam thần tự thọ ba ý giới giới hiện thạo dịch xuyên quân chân tề phạt dân nhập tâm thân hồn chỉ thiên nhân nguyện câu chiêu đồ kim tắc đạo trang sơ khởi diệt tình khai kinh cần cù sở băng hoa đê huê tiệm hương linh trân tề pháp dân nhật tân siêu sanh phật quốc kiếp kiếp nhập vô vi chi sự có quyền hiền tiên gia thân hiểu quyền bồ đề tâm bất thôi ngược lại phật tân dẫn minh cần sợ phật lịch nhị thiên ngu bắt lục thập thất niên tuệ tài giác thinh niệm tự nguyện sơ thất nhật đệ tử chúng đăng khệ thủ hoa
Thank you.
có thân tùng hiệp đông gia thân hiểu biển nam nữ nội ngoại thường chúng tăng cháo gạo mũi phù lăng tu chi nghi ngưỡng vọng phật ân phù thề chiều giám thì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phong an ca tượng an ngon na hiền na tư tổ bài an lo cha cơ kia miếng phong vật an thanh nề loan phong an kinh công ngò nghiêng hồ trong thân chi cai bằng nề ba Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trăng lúa Việt Nam đầu mùa chúc đầu vàng bạc bộ chia ra khắp muôn ngàn âm linh vô hồn âm lấy kẻ hơi khi khỏe lịch thay hồ tấm kêu thời cảm nào âm linh vô hồn ơi lái đạo thọ kỳ diễm bề nhà thế
Sau khi niệm hương cầu nguyện, tưởng tam bảo Phật tiền, dùng các thành viên cung thỉnh thượng tòa đào hiệu Thích Liên Quan, thượng tòa đào hiệu Thích Ngộ Trung, thượng tòa đào hiệu Thích Quyên Hầu, thượng tòa đào hiệu Thích Minh Chánh, thượng tòa đào hiệu Thích Ngộ An, hoan hỷ đi quan lâm và an tòa ở cả chục lương tuổi cao tuổi nhất. Ở hai giải ghế phía dưới thành viện cung thỉnh hiện tiền chư tôn tiền đức chân ni Nam Mô Ni Phật. Nam Mô Đại Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Hiểu Mục Kiền Nguyên Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn thượng tòa, chư đại đức tăng ni, hôm nay là ngày mùng 8 tháng 4 năm Giáp Thìn, cũng là ngày lễ chung thất trai tuần của Phật tử Trần Tỳ Phạm Dân Nhật Tân, hưởng thọ 72 tuổi. Về chứng minh cho buổi lễ cũng dường trai tăng của chúng con, chung thất trai tuần sáng hôm nay gia thân hiệu kiện nguyện con lấy làm xúc động hạnh phúc khi được sự thương tưởng của chư tôn thiền đức đã không quản ngại Phật sự trong mùa Phật đản mà đã quang long trở về giá đường chúng con để chứng minh cho buổi lễ trai tăng cũng dường cầu nguyện cho đức chồng cha ông của chúng con được siêu sanh Phật quốc. Kính bạch chư tôn thiền đức, chúng con thường nghe cổ đức có dạy rằng ân cha lành cao như núi Thái, đức mẹ hiền sâu bờ biển khơi, dù cho dân tròn một đời cũng không trả hết ân người sinh ta. Thật vậy, nói đến ân đức sống thành dưỡng dục của cha và mẹ thì không có ngôn từ mỹ ý của thế gian nào diễn tả cho hết. Cũng vì nghĩa cử đó, hôm nay toàn thể gia thân hiểu kiện chúng con thành kính cung kính chúng tâm có hồi về tư gia để thành kính cũng dường lấy mười phương tam bảo, cũng dường hiện tiền đài đức chúng tâm để hồi hướng công đức, nguyện cầu cho quả bộ chư hương linh tụ hiền thất tổ trong gia đình, nguyện cầu cho hương linh Phật tử Trần Tỳ Phạm Dân Nhật Tông được đường thừa tôn đức siêu sanh Phật quốc. Giờ phút này trang đường của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con đang quỳ trước màu hình đi giải thoát của quý ngài, xin thành kính dâng lên lời tạ Phật cũng dường ngưỡng mong chư tôn thiện đức từ bi hoan hỷ. Xin kính mời vị đại diện gia thân hiệu quyển dâng lời tạ Phật cũng dường. Mặt chư tôn thượng tòa, thiền tiền tài đức tăng gia quyến chúng con hôm nay có duyên sự cầu hành tặng lễ, kính dâng lên lời tạ Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, hôm nay là tuần chúng thất của chồng cha ông chúng con là tổ Phật tử Trần Tỳ Phạm Dân Nhật Tân, hưởng thọ 72 tuổi. Gia đình chúng con là đau khổ mất đi một người thân, nhưng hạnh phúc nay chúng con được gần người ngôi tam bảo, được nghe những lời giáo huấn của chư tăng ni. Chúng con bị được hoàn pháp vô thường, khổ không vô ngã, bị được có thanh không có gì, gọi phá hòa giảng tàng thanh tịnh tự quy. Tuy nhiên được sự mất mát đau đớn đột ngột này, chúng con cố gắng được đủ sức động nghẹn ngào. Hầu ơi, không thành như vẻ mà người nay đã chuẩn bị ra đi để lại cho tăng tuyển chúng con bao một niềm thương nhớ. Hạnh phúc hay, thân nhật chờ của cô râu,
từ từng cái khắc nghè này kiểu có gặp được những con dân từng đi ai tận dựng đỡ và huyền thích kiểu có rất nhiều thấm ấn của những con dân kiểu có công việc làm sao bảo đảm đến mặt những công dân kiểu có một việc thì có thanh tân có tiền nhưng sao ngoại cảnh lòng khi cảnh cùng còn đấy mà người xưa đâu chẳng thấy đau xót dễ kẻ đi người ở buồn đau hay đẩy tuổi đi còn bảo đá cháu cuộc nghiệp sắc sâu còn phật đồ hồn sanh tình cảnh hôm nay tiểu thảo là ra yêu thanh tình được có sự sanh lề mò nhìn lên những cuộc người phương như phật và hiển hiện như tôn đức nguyện đem cung này hồi hướng vị trí nhân viên trong nhà cha ông chúng con sở sách về tình cảnh người hiền thiền thân tâm hoa lạc phúc thọ biến đường lời quế một bài trò cả tất lòng để mong những môn hiền đức từ bi chuyển bến hòa hay là mọc mạng để cũng như hôm nay để kết nát chuyện chúng con được ấn tiên công đức Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vừa rồi là lời các Phật cũng dường chỉ thành chỉ kiểm của gia thân hiểu biết chúng con. Giờ phút này chúng con thành kính cung thỉnh hưởng tòa chứng minh đạo hiệu Thích Minh Quang văn đạo thư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 4 năm Giáp Thìn. Mới đây thời gian đã qua nhanh. Nhớ lại lần gặp gỡ cuối cùng thầy với hương lên đến chùa thầy hương lên và những sự đã không được an lạc. Thầy cũng có phần lo lắng ngồi đi theo nhìn thầy ba tê sao thời gian này thầy cái này rồi thầy cũng thắc thở gặp ho sao không thầy không nói là những người điện ở đây là điện ở A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Để những công đức đã từng khi chứng minh cho rồi và còn phán chạy với quyển con những lời phạt dụng vô cùng một thiết thực giác chuyển của con nguyện y đạo tổng thành và đầu thành đặt lệ tam bảo thành kính cung thỉnh thường và đạo liều thích đồ tôn chứng minh được lời cùng liều tôn Quý Phật.
Let it go, let it go.
Đồ Tát Đại Chứng Minh Thiên Nhật Trung Thất Trai Cùng Ngượng Viện Chứ Phật Chứ Đại Bồ Tát Phật Đại Hà Quang Tiết Đồ Hương Linh Hiện Khảo Phật Tự Thọ Ưu Ma Tắc Giới Trần Tỳ Pháp Danh Nhật Tân Đối Tam Bảo Tiền Quy Nghi Tam Bảo Nguyện Cầu Siêu Sinh Phật Quốc Hương Linh Quy
Nam mô A Di Đà Phật.